Em chào tất cả anh chị, chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người đang xem video của em. Hôm nay thì em quay trở lại với một cái video đơn giản, nó không cầu kỳ như cái cây mà đã từng có nhiều ý kiến trên thị trường. Hôm nay em quay đây là một cái cây phi điệp tím. Chỉ là một cây phi điệp tím thôi, không có gì quá là ấy cả. Phi điệp tím rất là bình thường đúng không ạ? Nhưng thực ra thì hoa nó rất là đẹp. Còn đẹp đến đâu thì là phụ thuộc vào tùy người chơi. Có thể là mọi người cảm nhận nó đẹp đến đâu thì mình chơi đến đấy. Mỗi người có một quan điểm và cách chơi khác nhau. Thì hôm nay em giới thiệu mọi người về cái cây lan phi điệp tím. Thì để về nói về cây lan phi điệp ấy thì gần như mọi người đều biết đến hết rồi. Chẳng ai quan tâm đến cái việc xem được cái video này mấy, nhưng em vẫn biết là như vậy. Nhưng cái đây là em nói về để cho nói về về phi điệp ấy, để mọi người cùng nhận xét và bông hoa nó khi mà mình chơi phi điệp, chứ không chỉ riêng gì phi điệp đột biến hay phi điệp tím cả. Đấy, thì em nói giới thiệu với các bác cây lan phi điệp. Để mà nói về vùng miền nhé, thì em có cái quan điểm đó chính là vùng miền thì vùng miền nào cũng chơi được, nhưng mà vùng Bắc thì thân lá của nó rất là to, thân lá to, thân lá đẹp hơn là hàng miền Nam, miền Trung Nam. Còn thì ở đâu nó cũng có cây nọ cây kia, ở đâu nó cũng có cây rất lá rất đẹp, và một số nơi thì nó cũng có những cây lá không đẹp, thì vùng nào cũng có như vậy. Các bác sưu tầm vùng Hòa Bình hay là Tuyên Quang hay là Ninh Thuận hay Esso, đó là dài con tùm gì đấy, đại loại vậy, Cát Bà, thì mỗi vùng thì nó cũng có những cái cây lá mít, và cái vùng và có cây lá gọi là kiểu dạng lá tre, lá lướt nhỏ ấy, cổ thưa thân bé, vùng nào cũng có. Thế nên là em nghĩ là không nên quan trọng về vùng miền. Mình chơi phi điệp tím thì ở vùng nào nó cũng có bông đẹp bông xấu. Vùng Hòa Bình nó có cây rất bông rất đẹp, vùng Hòa Bình cũng có cây bông rất xấu. Nhưng vùng miền trong ấy cũng có rất nhiều cây đẹp và cũng có rất nhiều cây xấu. Hàng Bắc thì nó cũng vậy, hàng Nam cũng vậy, hàng miền Trung vẫn vậy, ở đâu cũng thế thôi, đều có cây đẹp cây xấu. Nó cũng như con người ấy, cũng có người đẹp người xấu, chỗ nọ chỗ kia, ở đâu có cây đẹp ở đâu có cây xấu. Thì nếu để nói vùng miền nhá, thì là em cũng không chơi về vùng miền. Em cứ thân lá đẹp, hoa đẹp, màu sắc tím đậm đẹp là được. Đấy là về nói câu chuyện về vùng miền. Sau rồi em nói về cái việc là chọn thân lá. Những anh chị hay chọn thân lá là thân lá to đẹp, hoặc là thân lá lá mít, gọi là thân nù rụt rồi các loại. Thì em có một cái nhận định dành cho các dòng nù rụt, đó chính là gì? Để em quay lên giới thiệu các bác những cái mầm trên này. Nếu có để nói về nù rụt ấy hay là lá mít ấy, thì đúng là lá mít ấy, thì lá nó tròn, nhưng mà chỉ tròn chủ yếu là một ít ở dưới thôi, một ít ở dưới gốc thì nó sẽ tròn hơn. Còn ở trên ngọn, đỉnh ngọn thì nó sẽ thường thì nó sẽ ít tròn. Và về còn nù rụt, đấy là thân lá mít, thân lá tròn đấy. Và cái độ nù rụt của nó thì cái cây nào cũng vậy thôi. Về sau các bác trồng thì cứ đến cuối năm nó khi mà nó dừng ngọn đấy, nó phát triển là ngọn này nó dừng rồi nhá, thì nó sẽ nù rụt. Nó sẽ mình cho ăn nhiều thì cái thân nó sẽ phình ra, thân nó sẽ phình to ra, thì gọi là thân nù. Còn khi mà nhỏ, khi đang phát triển chiều dài này thì nó không thể to được, thì nó chỉ dài thôi. Đến khi mà nó tù đầu rồi mà các bác cho ăn phân bón tốt ấy, thì thân nó sẽ rất là mập và rất là đẹp, nhìn thân lá rất là đẹp. Thế là về nói về thân lá nù rụt là có nghĩa là cứ phải cuối năm thì nó to nó mới rụt được, chứ đầu năm bây giờ cây nào cũng như này thôi. Cái nữa em muốn nói đó chính là khi mà cái thân như này các bác nuôi nhiều nắng ấy, thì cái đốt này nó sẽ ngắn này, đốt nó sẽ ngắn chứ nó không dài đâu.
đây của em nuôi khá mát nên nó dài, nhiều nắng thì nó nhiều đốt, đốt nó dày hơn. Nhưng mà nó, nếu mà để nói nó về độ mập ấy, thì vẫn cứ là phải cuối năm. Chứ còn thì như cây này thì nó nhỏ thì nó phải đến cuối năm nó dừng ấy thì nó mới to. Còn không thì tất cả nó sẽ đều nhỏ như này thôi, bởi vì nó còn vươn dài. Các bác nhìn thấy những cái cây nào mà nó dài ấy, thì hàng miền trong ấy, nó thân nó rất là dài. Thân nó dài lắm, đốt nó cũng dài, bởi vì nó nó thuộc vùng khí hậu trong đó, nó quen với cái kiểu đấy, bởi vì nó ra hoa sớm, ra hoa sớm hơn hàng ngoài Bắc. Thế nên là khi mà cái đến cuối năm ấy, từ đầu thì cùng rừng một thời điểm, đó chính là mùa đông thì là cùng rừng, nhưng mà đến mà khi cái cây miền trong ấy thì nó lại ra hoa sớm hơn, bởi vì nó theo cái khí hậu trong đó. Thì nên là nó chưa kịp to là nó đã phải chuẩn bị tích nước để tích dinh dưỡng để cho ra hoa rồi, để cho ra hoa vào đầu xuân ấy. Đây, như những cái thân này thì thực ra nó là một trong những cái thân rất là to về năm ngoái, thân rất mập khi mà đã tù đầu, cái gốc thì nó nhỏ. Thường các bác mà muốn thân lá nó thân nó nù này, thân mà cuối năm nó rừng mà nó to ấy, thì các bác khi đến mùa nghỉ các bác vẫn cho ăn thật nhiều để cho nó to, phình to ra, kể cả cho tờ phân bón lá với cả phân tan chậm ở gốc ấy, cứ cho nhiều. Nhưng mà tránh hiện tượng là nhiều quá, bởi vì nhiều quá thì nó sẽ sót dễ và rất là dễ bị hỏng dễ. Thì các bác cho lượng làm sao cho những loại tan chậm ấy, thì các bác cho nhiều thì nó cũng đỡ hơn, nó không bị tan nhanh thì nó đỡ sót dễ. Đấy là về thân nù rụt. Còn khi các bác mà nuôi ít nắng ấy, thì các bác đang mua thân nù về, có nghĩa là nhà các bác ít nắng nhá, các bác mua thân nù rụt về nhá, to lá mít nhá, thì các bác nuôi nó sẽ lại trở thành cái bộ lá bình thường. Đấy là em khẳng định chắc chắn là như vậy luôn. Các bác có thể thử và cứ mua về trồng ở cái chỗ là mát đất vườn, và các bác biết, bởi vì em trồng qua rất là nhiều rồi nên em biết, em biết về nó, em biết về cái độ ra hoa và cái độ nù rụt của thân lá đó. Thì những cái thân này bản chất thì nó rất là bé. Đây này, đây là gốc rất bé luôn, nhưng mà thân nó phình trên này, bản chất nó rất bé, nó phình ra này, thì có nghĩa là khi mình cho ăn nhiều ấy, kiểu như vậy sẽ to. Nhưng có một số giống, đó chính là khi mà mình cho nó ăn nhiều ấy, khi mà nó ra mầm nó sẽ to luôn. Có nghĩa là cái thân ở gốc này, mầm ở đoạn trên này nó cũng to rồi, thì lên trên này nó càng to nữa. Nhưng còn đây thì là nuôi tự nhiên bình thường, thì là nó chỉ chủ yếu là phình thân thôi, bởi vì cho ăn nhiều thì thân nó phình ra khi dừng ngọn. Bởi vì không, có nghĩa là quên mất, nó không phải là cho hẳn là cho ăn nhiều đâu nhá, cho ăn đều, có nghĩa là đến mùa nghỉ mà để mà mình cho nó nghỉ, không cho nó ăn nữa ấy, để cho nó sang năm nhiều hoa ấy, thì mình vẫn cho nó ăn. Thì thay vào cái việc đó thì nó sẽ rất là nhiều thân nó sẽ phình ra rất là nhiều, vì nó không không chủ định là để cho nhiều hoa. Chứ còn với những cây như này ấy, mà các bác mà cắt nước sớm ấy, cắt phân phun nhiều lần ở kali ấy, nhiều lần kali thì là nó sẽ nhiều lần kali nó sẽ ra nhiều hoa hơn. Lần thì vẫn là ra hoa nhiều, kali thì nó là giữ hoa bền hoa. Đây các bác có thể xem, đây người ta nuôi thân rất to nên là hoa ít này không. Có một số giống thì nó sẽ hoa nhiều hơn, đấy là do gen. Còn khi mà với những cái cây bình thường mọi người cùng chăm ấy, thì nó thấy nó thân nó khá là đều, thân khá đều, chứ nó không giống như những cái không giống như những cái kiểu này. Thì các bác cứ xem, các bác nghiên cứu về những cái giống này. Thì hôm nay em giới thiệu về vùng miền thân lá nuôi nù rụt to. Thì em chỉ có một cái là em thấy duy nhất đó chính là hay nhất đó chính là cái cây cho ăn nhiều ấy, nhiều phân bón ấy, nó to lắm,
Còn những cái cây mà cho ăn ít phân bón ấy thì nó nhỏ. Và khi mà mình cho ăn được nhiều phân, cây nhiều nắng, tưới nhiều nước, đủ ẩm để cho nó không bị thối mà vẫn phát triển tốt ấy, thì cây đấy nó rất to. Còn những cái cây mà giá thể nó kém nhá, cho ăn kém nhá, tưới nước kém nhá, thì thân nó rất nhỏ và khả năng để nó ra hoa là thấp và nó cứ còi còi thôi. Chứ còn nếu mà các bác chăm cả một chậu to mà chỉ cho 1-2 ngọn ấy, mà tưới nước liên tục, tưới nước giữ ẩm quanh năm nhá, không cho nó mùa nghỉ nhá, có nghĩa là mùa nó tù đầu rồi các bác vẫn tưới nước để cho nó giữ ẩm được ấy, tưới nước tưới phân để cho nó giữ ẩm không bị rụng lá nhá, thì là nó sẽ nụ rụt và thân nó sẽ phình to và ít hoa. Còn nếu như các bác mà để cho nó thân nó nhiều nắng nhá, cây nó quắt quắt nhá, nhỏ ấy, thì nó cực siêng hoa luôn. Đương nhiên là nó cũng phụ thuộc vào vùng miền và cái gen của nó, gen của cái cây. Nó có một số cây là gen của nó rất là siêng hoa, nhưng có một số cây là gen của nó là ít hoa. Ví dụ như vùng nhiều vùng và vùng nào cũng có những cây đấy. Không phải cứ Hòa Bình là siêng hoa, mà không phải cứ Hòa Bình là ít hoa hay nhiều hoa. Cây nào vùng nào nó cũng có, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cát Bà, vùng nào nó cũng có những cây như vậy. Thế nên là em thấy là vùng nào thì nó có cây nọ kia nên em cứ chơi tất, giống nhau hết, chứ không bán theo vùng miền. Còn đương nhiên thì cái việc là ví dụ như các bác bảo là cây ESO hoa nó đẹp hơn chẳng thế, nhìn nó điệu hơn, xinh hơn, thì đấy là cách thưởng thức hoa của mình, là mình thích cái đấy thôi. Nhưng khi mà mình mua cái cây ESO đấy về nở hoa rồi nhá, các bác chụp lại nhá, các bác mua một cây ESO khác nhá, thì nó lại hoa khác. Thế nên có nghĩa là gì? Là khi mà những cái cây cùng vùng miền ấy, hoa nó chẳng giống nhau đâu. Nó có cây nọ kia, nó có cái đẹp cái xấu. Còn nếu mà các bác sưu tầm được những cái đẹp thì đấy là một cái điều rất là vui. Sưu tầm được nhiều hoa đẹp thì mình chơi rất là vui. Các bác nhá. Màu sắc thì cứ nhiều nắng thì là nó sẽ đậm, còn ít nắng thì màu sẽ nhạt hơn. Hôm nay là em quay ra trời là không có nắng, nên là nó cũng có thể là nó màu nó không đẹp lắm. Nhưng thực sự nếu như có nắng thì cây này nó sẽ là một cây rất là đẹp. Các bác có thể liên hệ với em để em tư vấn cho các bác kỹ hơn về cái dòng nụ rụt, với cả cái dòng hàng Bắc hàng Nam, với cả vùng miền. Thì cách chăm nó cũng rất là đơn giản thôi, miễn làm sao các bác chăm ở những giò hoa đẹp, nở nhiều hoa và cây rất là cây tốt, vậy là vui rồi. Cuộc chơi thế là quá vui. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video khác. Video này em giới thiệu sơ qua về việc nụ rụt, thân lá, chăm sóc, các thứ rất đơn giản. Còn phân thuốc thì em sẽ nói ở buổi sau. Cảm ơn anh chị nhé. Chào anh chị.